STRK, rồi Dương Nguyễn STRK. Cái con STRK là cái con mà nhầm. Con STRK là cái con mà nó nằm trong danh sách food. Hàng food. Thì hàng food thì mọi người phải để ý. Đây. Rồi. STRK là nó chưa có sóng đẩy. Mọi người hiểu sóng đẩy không? Tức là một đồng coin á, nếu mà kiểu mà gọi là thế lực mạnh giống như mấy STRK mà ray vốn cao á, được chưa? Thì thường thường nó phải có sóng đẩy, được chưa? Mà con STRK này á, mọi người có thể vô cái check cái tokenomics của nó, mọi người thấy là đây, lý trước mình cũng nói về STRK rồi, trong cái hai mảng về L2 á, được chưa? Thì mình bullish nhất cái con OP với lại Matic, được chưa? Hai con. Đây, STRK này là để mình coi. Đây, mọi người để ý cái tokenomics của nó này. Chờ xíu. Ồ, khoan. Ủa sao cái đoạn này bắt đầu nó trễ cho tim rồi nè. 4 tháng 4 Europe. Ủa, cái đoạn nào? Ủa, hình như có gì đó sai sai. Mình nhớ đâu đó là cái đoạn nào nó mới trễ tim mà sao cái đoạn này bắt đầu nó trễ hết rồi ta? Hình như nó có thay đổi tokenomics hay sao á. Vì mình nhớ là STRK là nó đâu đó cuối 2024 nó mới trẻ token cho ấy mà ta. Rồi, để coi cái chỗ này check lại nè, để mình check lại thử. Để coi cái vòng giá của nó này. Rồi, mọi người xem này, xu bán từ SID cho tới Series C luôn. Mọi người thấy là nó bán tới 5 vòng. Bán tới 5 vòng định giá 2 tỷ đô. Còn bây giờ là hiện tại cáp bao nhiêu? 1 tỷ đô. Mày cũng còn lên tỷ đô. Rồi, cáp hiện giá hiện tại là 0,64 đô đúng không? 0,64 đô. 0,64 đô. R, thấy R. 0,64 đô là nếu tính ra là quỹ đi vòng CDD là coi như mọi người thấy là lỗ đúng không? Được chưa? Nhưng mà nếu mà so với vòng seed round đi. 0,64 đô mà mọi người chia cho 0,025 này, chia cái giá này này. Được chưa? 0,25 thì ít vẫn ít tới 25 lần. Được chưa? Rồi, bây giờ mình chia thử cho cái vòng gọi là CDR đây, cái vòng mà sát sát cái vòng seed nhất. Được chưa? 0,64 này chia cho 0,05 này, vẫn 12 lần, mọi người thấy không? Ít rất là nhiều, vẫn ít rất là nhiều. Được chưa? Chỉ có duy nhất cái vòng để lỗ ha. Được chưa? Thì con này á ray vốn rất là nhiều. Tổng ray vốn là 261 triệu đô khủng khiếp. Và con này á, nó có một cái error, đó là error fail, tức là nên là bị gọi là bị cộng đồng nói tất cả kiểu là mọi thứ, được chưa? Nhưng mà khi mà nó bị phút á, thì mọi người phải đi phải chú ý. Thì con này á cái tokenomics á mà trước mình thấy khác mà bây giờ mình thấy khác, được chưa? Nên là cái chỗ này mọi người phải check lại. Trước là mình check đâu đó cái tầm đoạn mà cuối 2024 nó mới unlock cho bên bên series thì phải. Được chưa? Không nhớ mình nhớ có nhầm mà không hay là nó mới đổi tokenomics thì mình không rõ. Được chưa? Cái đó mình check lại, được chưa? Thì mình nghĩ là có thể sóng đẩy, được chưa? Còn bây giờ thì mình không 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 chắc được cái này, được chưa? Nhưng mà con này nếu mà nó chưa có sóng đẩy thì khả năng có sóng đẩy. Nếu không có sóng đẩy thì mọi người phải chốt chứ đừng hầu. Được chưa? Vì cái số lượng VC mà nó ray quá nhiều nè. Mình thì không thích quỹ ray nhiều quá nè. Mọi người coi này. À. Ray rất là nhiều luôn nè. Được chưa? Ray rất là nhiều luôn. Được chưa? Mà khi ray nhiều như vậy là cái khả năng mà cùng đẩy giá khó, và cái này nó bán mà bán dễ sợ thì bán mấy vòng luôn. Được chưa? Đó, thì nếu mà nó đẩy thì mọi người phải tranh chốt. Được chưa? Góc nhìn mình là không nên hold quá lâu. Xem giúp mình con OGN. OGN là con gì ta? Mình cũng không biết OGN. Trong mình có chỉ cho mọi người cái cách để mà mình check qua 6 bước đó. Mọi người có thể dễ hình dung con này lao cáp. OGN. Con này mảng gì ta? OGN. Con này cáp cáp dưới 100 triệu thì mọi người phải check kỹ ngang. Được chưa? Không biết nó có nằm trong danh sách
À con này mảng NFT à? À ok, NFT là phải chờ NFT đẩy, được chưa? Mình không rành về NFT lắm. Con này là mảng gì? Hàng của Pantera. Business platform NFT rồi, ok. Là con này về thuộc về NFT, phải chờ NFT đẩy, được chưa? Còn ngon hay không thì đỡ coi. Cái chart của nó từng lên 3 đô, xong sau đó không vào một chia cũng 30 lần rồi. Được chưa? Con này nếu mà mảng về NFT phải chờ NFT đẩy thôi, chứ còn con này mình không không rành lắm. Con này hình như cũng mùa trước rồi nè, thì kìa mùa trước này nè, nó đẩy lên tới tới gần tới 3 đô, mọi người thấy không? Đẩy lên tới 3 đô này, xong sau đó giờ giờ không phải cho không phải không không phải 1 đô, đây là cỡ 30 lần đúng ta, 3 không phải 3, đúng rồi, chính xác cỡ 30 lần. Thì kìa con này thì hàng của Pantera. Ừ. Đó. Ok, con này coi cũng mùa trước. Nếu mà thuộc mảng NFT thì nè, mọi người thấy thì phải chờ cái trend NFT đẩy lên. Yeah. Chứ con này mình không rành. Con nào mình không rành thì mình không ấy được, mình chỉ gợi ý cho anh em cái cách để anh em check thôi, cái mảng về NFT á. Nha. Được. Xong qua rồi nè. Xem hộ.